Xin chào tất cả các em, cô rất vui khi được đồng hành với các em trong tiết học trực tuyến ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Lý, hiện đang giảng dạy tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, quận Tân Phú. Như các em thấy, tình hình dịch COVID vẫn còn diễn biến phức tạp nên việc học online trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Và cô tin chắc rằng việc học online đã không còn quá khó khăn và mới mẻ đối với chúng ta đúng không nào? Để chuẩn bị cho bài học ngày hôm nay, các em cần chuẩn bị cho cô sách giáo khoa địa lý chính. Nếu bạn nào chưa có sách, chúng ta có thể truy cập trang web, hành trang số, nhà xuất bản giáo dục để xem sách trực tuyến. Ngoài ra, chúng ta cần có tập bản đồ địa lý chính hoặc Atlas địa lý Việt Nam. Tất nhiên, các em cần chuẩn bị thêm vở, bút, thước và một số dụng cụ học tập khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chủ đề nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp theo. Trong chủ đề này thì gồm có hai bài ha. Bài chính đó là sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản. Bài 10, thực hành, vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu diện tích gieo trồng, phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc gia cầm. Thì trong video bài giảng ngày hôm nay thì cô cùng các em sẽ tìm hiểu bài chính, sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản. Trước khi vào bài mới, các em hãy quan sát cho cô hai hình ảnh sau đây. Những hình ảnh này giúp em liên tưởng đến các loại tài nguyên nào của nước ta? Rất dễ đúng không các em? Đó chính là tài nguyên rừng và tài nguyên biển. Bác Hồ đã từng nói Việt Nam là một nước rừng vàng biển bạc. Đúng vậy, với hơn 3 phần tư diện tích là đồi núi và đường bờ biển dài tới 3.260 km, đó chính là những điều kiện thuận lợi để phát triển ngành lâm nghiệp, thủy sản. Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp và thủy sản cũng đóng góp to lớn cho nền kinh tế đất nước. Vậy tình hình phát triển ngành lâm nghiệp và thủy sản nước ta hiện nay như thế nào? Để rõ hơn về vấn đề này, cô trò chúng ta cùng nhau tìm hiểu tiết chính, bài chính, sự phát triển và phân bố lâm nghiệp thủy sản. Nội dung bài học hôm nay gồm có hai phần lớn. Một lớn đó là ngành lâm nghiệp. Trong ngành lâm nghiệp, chúng ta sẽ tìm hiểu hai mục nhỏ. Một nhỏ là tài nguyên rừng và hai nhỏ là sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp. Hai lớn là ngành thủy sản. Trong ngành thủy sản, chúng ta cũng tìm hiểu hai mục. Một nhỏ đó là nguồn lợi thủy sản và hai nhỏ là sự phát triển và phân bố ngành thủy sản. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phần một lớn, ngành lâm nghiệp và một nhỏ tài nguyên rừng. Dựa vào kiến thức đã học kết hợp với bảng diện tích rừng và độ che phủ rừng nước ta giai đoạn năm 1943 đến năm 2005, các em có thể nhận xét về diện tích rừng và độ che phủ rừng của nước ta qua các năm. Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể bấm nút tạm dừng trên màn hình để có thời gian tìm hiểu câu trả lời. Như vậy các em thấy, từ năm 1943 đến năm 2005, diện tích rừng của nước ta có sự suy giảm rõ rệt, từ 14,3 triệu hecta giảm còn 12,7 triệu hecta năm 2005. Kéo theo độ che phủ rừng của nước ta cũng giảm theo, từ 43,3% năm 1943 giảm xuống còn 38,5% năm 2005. Như vậy chúng ta thấy, đối với điều kiện là một nước 3 phần tư diện tích là đồi núi, thì đây là một con số cực kỳ thấp. Vậy theo các em, những nguyên nhân nào làm cho tài nguyên rừng nước ta ngày càng suy giảm và cạn kiệt? Đây là một câu hỏi tương đối dễ đúng không các em? Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho tài nguyên rừng của nước ta ngày càng bị suy giảm, như người dân phá rừng để lấy gỗ, lấy đất làm nương rẫy, do chiến tranh và thậm chí là do cháy rừng gây nên. Tất cả những nguyên nhân này khiến cho tài nguyên rừng của nước ta có xu hướng ngày càng bị suy giảm. Tuy nhiên, có một số tín hiệu đáng mừng cho việc khôi phục của cái tài nguyên rừng. Các em có thể nhìn vào bảng số liệu một lần nữa, cập nhật đến năm 2019. Chúng ta thấy rằng, đến năm 2019, diện tích rừng của nước ta đã tăng lên 14,6 triệu hecta, so với năm 2005 là 12,7 triệu hecta, và kéo theo độ che phủ rừng của nước ta cũng tăng theo, đạt 41,9% vào năm 2019. Mặc dù đây là một con số chưa cao, nhưng nó cũng là một trong những tín hiệu đáng mừng cho cái việc phục hồi tài nguyên rừng của nước ta. Tiếp theo, các em hãy quan sát bảng 9.1 diện tích rừng nước ta trong sách giáo khoa và cho cô biết, hãy kể tên các loại rừng ở nước ta. Đây là một câu hỏi rất đơn giản phải không các em? Nước ta có 3 nhóm rừng chính, đó là rừng sản xuất, là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Dựa vào biểu đồ cơ cấu các loại rừng ở nước ta, các em có thể thấy rằng
Rừng phòng hộ là loại rừng chiếm diện tích lớn nhất và chiếm tới tỷ lệ là 46,6%. Tiếp theo đó là rừng sản xuất với tỷ lệ là 40,9% và chiếm tỷ lệ thấp nhất chính là rừng đặc dụng với 12,5%. Và đây là một số hình ảnh về rừng phòng hộ. À, đây là rừng sản xuất và đây là rừng đặc dụng. Vậy thì dựa vào kiến thức sách giáo khoa kết hợp với những hình ảnh ở trên, các em hãy tìm hiểu về sự phân bố và ý nghĩa của ba nhóm rừng, sau đó điền thông tin vào bảng sau. À, để làm được bài tập này thì các em hãy bấm nút dừng ha, để hoàn thành câu hỏi này vào nháy nhát. Sau thời gian tìm hiểu, chắc chắn các em đã có được câu trả lời rồi đúng không? À, các em hãy cùng cô nhìn vào hình 9.2 sách giáo khoa Lược đồ lâm nghiệp và thủy sản của Việt Nam. Chúng ta thấy rừng phòng hộ được ký hiệu vào cái màu xanh lá ha. Đó, và rừng phòng hộ chủ yếu tập trung ở đầu nguồn các con sông hoặc là các dải rừng ngập mặn ven biển. Và ý nghĩa của rừng phòng hộ chính là bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Và đây là một số cái hình ảnh của rừng phòng hộ. Đó, đầu nguồn các con sông hoặc là các dải rừng chắn cát bay, cũng có thể là các cái dải rừng ngập mặn ven biển. Tiếp theo đó chính là rừng đặc dụng. À, rừng đặc dụng được ký hiệu bằng màu xanh đậm ở trên lược đồ của mình ha. Và các em thấy là vai trò của rừng đặc dụng chính là bảo vệ hệ sinh thái và các giống loài quý hiếm. À, ở đây các rừng đặc dụng có nghĩa là các khu dự trữ sinh quyển hoặc là các vườn quốc gia. Và ở Việt Nam trên lược đồ chúng ta có thể xác định được một số cái vườn quốc gia, ha, ví dụ như là Cúc Phương hay là Sơn Sơn. Đây là một số hình ảnh về các vườn quốc gia ở nước ta ha. Và cuối cùng đó chính là rừng sản xuất. Thì các em biết rừng sản xuất được ký hiệu bằng màu xanh nhạt nhất trên cái lược đồ của mình. Và rừng sản xuất, vai trò của nó cũng giống như tên gọi của nó, chính là cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dân dụng và xuất khẩu. Và đây chính là nhóm rừng duy nhất trong ba loại rừng mà người dân được phép khai thác phục vụ cho đời sống và sản xuất. Và đây là một số hình ảnh về rừng sản xuất. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong về vai trò cũng như phân bố của các loại rừng. Các em có thể đối chiếu cái phần trả lời của mình với phiếu học tập của cô trên màn hình. Vậy, theo các em, trên toàn bộ lãnh thổ nước ta, tài nguyên rừng phân bố như thế nào? Có đồng đều giữa các vùng, các tỉnh hay không? Để trả lời được câu hỏi này, các em hãy nghiên cứu lược đồ lâm nghiệp sau đây và trả lời cho cô các câu hỏi. Thứ nhất, đó là kể tên các tỉnh có diện tích rừng trên 60% diện tích toàn tỉnh. Để trả lời được câu hỏi này thì chúng ta hãy dựa vào lược đồ bên cạnh. À, nhìn vào bảng chú giải chúng ta có thể thấy những tỉnh mà có diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh trên 60% là những tỉnh được ký hiệu bằng màu xanh đậm. Như vậy nhìn vào lược đồ chúng ta có thể kể tên những tỉnh sau. Đầu tiên đó là tỉnh Tuyên Quang. À, thứ hai đó chính là tỉnh Quảng Bình. Thứ ba đó là tỉnh Quang Kon Tum. À, và thứ tư đó chính là tỉnh Lâm Đồng. Đây là những tỉnh mà có diện tích rừng chiếm trên 60% diện tích toàn tỉnh. Tiếp theo, cũng dựa vào lược đồ lâm nghiệp nước ta, các em hãy kể tên các tỉnh có diện tích rừng dưới 10% diện tích toàn tỉnh. Như vậy các em thấy, trên lược đồ, những tỉnh có diện tích rừng dưới 10% diện tích toàn tỉnh được ký hiệu bằng bằng màu trắng. Như vậy ở đây chúng ta dễ dàng nhận ra một số tỉnh như sau. Thái Bình, Nam Định, và các bạn có thể thấy là đa số những tỉnh này đều nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng hoặc là vùng đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy các em có nhận xét gì về sự phân bố của tài nguyên rừng nước ta? À, như chúng ta đã phân tích, tài nguyên rừng của nước ta tập trung nhiều ở các tỉnh vùng Trung du và miền núi, như ở Trung du và miền núi Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ và các tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên. Ngoài ra những vùng đồng bằng thì thường có diện tích ít và rải rác. Như vậy, sau khi tìm hiểu xong về tài nguyên rừng, chúng ta có thể tóm tắt một số kiến thức cơ bản sau. Về thực trạng, tài nguyên rừng đang bị cạn kiệt ở nhiều nơi. Tổng diện tích đất lâm nghiệp có rừng chiếm tỷ lệ thấp gần 11,6 triệu hecta năm 2000 và 14,6 triệu hecta năm 2019. Độ che phủ toàn quốc là 35% năm 2000 và đạt 41,9% năm 2019, còn thấp so với điều kiện của đất nước. Về cơ cấu thì có 3 loại rừng, đó là rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Sau khi hoàn thành xong phần 1 nhỏ, chúng ta cùng nhau sang phần 2 nhỏ, sự phát triển và phân bố ngành lâm nghiệp. Như vậy, dựa vào các hình ảnh sau, các em hãy cho cô biết lâm nghiệp gồm những hoạt động nào? À, như chúng ta thấy, lâm nghiệp gồm hai hoạt động chính,
đó là khai thác, chế biến gỗ và lâm sản, và hoạt động thứ hai đó chính là trồng và bảo vệ rừng. Đây là những hình ảnh về khai thác gỗ và lâm sản. Thì trung bình mỗi năm khai thác gỗ và lâm sản khai thác hơn 2,5 triệu mét khối gỗ, và chủ yếu là ở vùng trung du và miền núi, và tất nhiên chỉ được khai thác trong vùng rừng sản xuất. Đây là công nghiệp chế biến gỗ. Thì ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản được phát triển gắn với những vùng nguyên liệu. Và hoạt động thứ hai có vai trò cực kỳ quan trọng trong ngành lâm nghiệp, đó chính là trồng và bảo vệ rừng. Trong những năm vừa qua thì nước ta đang cố gắng đưa tỷ lệ che phủ rừng đạt 43% và chú trọng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng cây gây rừng. Vậy theo các em, việc đầu tư trồng rừng mang lại những lợi ích gì và tại sao chúng ta vừa phải khai thác vừa bảo vệ rừng? Đây là một câu hỏi mang tính chất thực tế rất cao, đúng không các em? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta có thể bấm nút tạm dừng trên màn hình nhé. Các em thấy, việc trồng rừng mang lại rất nhiều lợi ích, ví dụ như tăng nguồn tài nguyên rừng cho đất nước, tăng độ che phủ chống xói mòn, bảo vệ môi trường, bảo vệ các nguồn gen sinh vật và góp phần hạn chế biến đổi khí hậu, tạo việc làm, thu nhập cho người dân. Nếu chúng ta khai thác mà không trồng và bảo vệ rừng thì chắc chắn rằng diện tích rừng của nước ta sẽ bị giảm nhanh chóng, gây ra nhiều hậu quả về cả kinh tế lẫn môi trường sinh thái. Bên cạnh việc trồng rừng thì việc xây dựng các mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp cũng góp phần trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ sinh thái. Vậy dựa vào hình 9.1 mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp ở sách giáo khoa, các em hãy mô tả đặc điểm mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp và cho cô biết ý nghĩa của mô hình đó. Như vậy, nhìn vào mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp, các em dễ dàng nhận ra trong một mô hình thường có sự kết hợp giữa trồng cây ăn quả, trồng rừng, trồng cây công nghiệp, chăn nuôi một số loại gia súc và nuôi cá. Thì đối với mô hình kinh tế trang trại nông lâm kết hợp vừa mang lại lợi ích về kinh tế, vừa góp phần tăng độ che phủ rừng và bảo vệ đất rừng. Sau khi học xong phần 2 nhỏ, chúng ta có thể tóm tắt một số ý sau đây. Khai thác và chế biến gỗ. Thì hàng năm nước ta khai thác hơn 2,5 triệu mét khối gỗ, chủ yếu ở vùng trung du và vùng núi. Công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản gắn với vùng nguyên liệu. Hoạt động trồng và bảo vệ rừng là chú trọng bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và trồng cây gây rừng. Mô hình nông lâm kết hợp được phát triển. Bên cạnh ngành lâm nghiệp thì thủy sản cũng là một trong những ngành quan trọng có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội và đặc biệt góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển nước ta. Vậy chúng ta hãy sang phần 2, La Mã ngành thủy sản. Và chúng ta tìm hiểu phần một nhỏ nguồn lợi thủy sản. Vậy dựa vào kiến thức sách giáo khoa kết hợp với những gì đã học, các em hãy cho cô biết nước ta có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển ngành thủy sản. Và đây là một câu hỏi yêu cầu khả năng vận dụng kiến thức đã học ở lớp 8, nên các em có thể bấm nút tạm dừng để có thời gian suy nghĩ và trả lời. Với đường bờ biển dài 3.260 km, nước ta có nhiều ngư trường, trong đó có bốn ngư trường lớn trọng điểm, đó chính là ngư trường Quảng Ninh, Hải Phòng, ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu, ngư trường Cà Mau, Kiên Giang và ngư trường quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thì như các em biết, ngư trường chính là nơi tập trung nhiều tôm và cá, thuận lợi cho việc khai thác. Thì dựa vào tập bản đồ trang thủy sản, chúng ta có thể dễ dàng xác định được vị trí của các ngư trường lớn. Đây chính là ngư trường Quảng Ninh, Hải Phòng. Đây là vị trí của ngư trường Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây là ngư trường Cà Mau, Kiên Giang. Và đây chính là vị trí của ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Và trên những ngư trường này, chúng ta có thể xác định được vị trí của một số bãi tôm và bãi cá. Bên cạnh đó, dọc bờ biển nước ta có những bãi triều đầm phá, các đảo vũng vịnh thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản nước lợ. Và đây là một số hình ảnh về các phá và đầm rất là nổi tiếng ở nước ta. Hình ảnh về phá Tam Giang ở tỉnh Thừa Thiên Huế và đầm Thị Nại ở tỉnh Bình Định. Ngoài ra thì nước ta có một mạng lưới sông ngòi ao hồ dày đặc và tạo điều kiện thuận lợi cho việc đánh bắt và nuôi trồng thủy sản nước ngọt. Bên cạnh những thuận lợi đó, ngành thủy sản nước ta cũng gặp không ít khó khăn. Dựa vào kiến thức của mình, các em hãy kể tên một số khó khăn mà thiên nhiên gây ra cho ngành thủy sản. Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy một trong những khó khăn đó chính là bão. Trung bình mỗi năm nước ta chịu ảnh hưởng từ 4 đến 5 cơn bão hình thành từ Biển Đông và Thái Bình Dương. Chính điều đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh bắt hải sản, thậm chí gây thiệt hại về người và tàu thuyền.
Bão kèm theo mưa lớn cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc nuôi trồng thủy hải sản. Ngoài ra, ảnh hưởng của gió mùa đông bắc cũng làm giảm số ngày ra khơi hoạt động đánh bắt. Ngoài ra, việc phải đầu tư vốn để trang bị tàu thuyền ngư cụ cũng gây khó khăn vì ngư dân của ta còn nghèo. Bên cạnh đó, môi trường ven biển nhiều nơi cũng bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến tài nguyên thủy sản ven bờ. Như vậy, sau khi tìm hiểu xong phần nguồn lợi thủy sản, các em hãy tổng kết một số nội dung cơ bản sau đây vào vở. Các em có thể bấm nút tạm dừng để tiện cho việc ghi chép. Sau khi tìm hiểu xong phần 1, chúng ta sang phần 2, sự phát triển và phân bố ngành thủy sản. Dựa vào bảng 9.2 sách giáo khoa kết hợp trên màn hình, các em hãy nhận xét cho cô về sản lượng thủy sản nước ta giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2019. À, các em có thể thấy, từ năm 1990 đến năm 2019, sản lượng thủy sản của nước ta tăng liên tục từ 890,6 nghìn tấn tăng lên 8.270,2 nghìn tấn, tức tăng 9,3 lần. Trong đó, sản lượng khai thác cũng tăng rất nhanh, từ 728,5 nghìn tấn lên 3.777,7 nghìn tấn năm 2019 và tăng 5,2 lần. Tuy nhiên, so với sản lượng khai thác thì sản lượng nuôi trồng càng tăng nhanh hơn, từ 162,1 nghìn tấn năm 1990 tăng lên 4.492,5 nghìn tấn năm 2019 và tăng tới tận 27,7 lần. Như vậy chúng ta có thể thấy, về từ năm 1990 đến năm 2002, các em có thể thấy rằng so với sản lượng khai thác thì sản lượng nuôi trồng chiếm tỷ trọng nhỏ hơn rất là nhiều. À, ví dụ năm 2002, sản lượng ngành khai thác chiếm tỷ lệ đến 68%, trong khi đó ngành nuôi trồng chỉ chiếm 32%. Tuy nhiên, đến năm 2019, các em có thể dễ dàng nhận biết nuôi trồng đã tăng lên 54%, trong khi đó sản lượng khai thác chiếm 46%. À, như vậy có thể thấy rằng sản lượng nuôi trồng có xu hướng tăng nhanh và ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành thủy sản. Vậy dựa vào lược đồ thủy sản của Việt Nam sau đây, các em hãy kể tên một số tỉnh dẫn đầu về sự sản lượng khai thác. Các em có thể nhìn vào ký hiệu trong phần chú giải, cột màu đỏ thể hiện sản lượng khai thác và tỉnh có giá trị lớn thường được ghi chú thêm số liệu trên đầu mỗi cột. À, như vậy dựa vào lược đồ chúng ta có thể thấy kể tên được một số tỉnh có sản lượng khai thác cao, ví dụ như là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Thì các em để ý kỹ rằng đa số những tỉnh mà có sản lượng khai thác cao đều là những tỉnh có ngư trường rất là rộng lớn. Tương tự như vậy, về hoạt động nuôi trồng, các em có thể kể tên cho cô các tỉnh dẫn đầu về sản lượng nuôi trồng ở nước ta. Ai dựa vào lược đồ thủy sản chúng ta có thể thấy sản lượng nuôi trồng được ký hiệu bằng những cột màu xanh. À, những tỉnh có sản lượng nuôi trồng cao, ví dụ như Đồng Tháp, Cần Thơ và An Giang. Đây là một số hình ảnh về xuất khẩu thủy sản. Thì trong những năm vừa qua, xuất khẩu thủy sản nước ta đã có những bước phát triển vượt bậc và đã tạo ra nhiều mặt hàng xuất khẩu có giá trị. Đây cũng chính là một trong những động lực để thúc đẩy ngành thủy sản của nước ta phát triển. Bên cạnh những đóng góp về mặt kinh tế thì việc phát triển ngành thủy sản, đặc biệt là hoạt động đánh bắt xa bờ, còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước. Trên mọi vùng biển của Tổ quốc, việc xuất hiện những chiếc thuyền đầy ắp cá của ngư dân ta như một lời khẳng định cho chủ quyền biển đảo của dân tộc Việt Nam. Như vậy, sau khi tìm hiểu xong phần 2 nhỏ sự phát triển và phân bố ngành thủy sản, chúng ta có thể tóm tắt một số nội dung cơ bản sau đây vào vở. Đầu tiên đó là về khai thác hải sản, sản lượng tăng khá nhanh. Các tỉnh dẫn đầu về sản lượng khai thác đó là Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu và Bình Thuận. Về nuôi trồng thủy sản thì phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm cá. Các tỉnh có sản lượng nuôi trồng lớn như Cà Mau, An Giang và Bến Tre. Xuất khẩu thủy sản cũng có bước phát triển vượt bậc và có đứng thứ ba sau dầu khí và may mặc. Như vậy đây cũng chính là nội dung cuối của bài chính. Để củng cố lại các kiến thức, các em hãy cùng cô trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm dưới đây. Câu số 1, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về vai trò của các loại rừng của nước ta?
A. Rừng phòng hộ có ý nghĩa bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. B. Rừng sản xuất có ý nghĩa bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm. C. Rừng đặc dụng cung cấp gỗ, lâm sản. Và D. Tất cả đều đúng. Như vậy các em dễ dàng nhận thấy đáp án ở đây chính là A. Rừng phòng hộ có ý nghĩa bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai. Câu B của mình sai ở chỗ. Rừng sản xuất có ý nghĩa bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm. Thì ở đây chúng ta nhận thấy là rừng sản xuất có vai trò trong việc cung cấp gỗ và lâm sản cho các ngành công nghiệp, chứ không phải là bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm ha. Câu C, rừng đặc dụng cung cấp gỗ và lâm sản. Thì đây là vai trò của rừng sản xuất chứ không phải là rừng đặc dụng. Vai trò của rừng đặc dụng chính là bảo vệ các loài động thực vật quý hiếm. Câu 2, việc đầu tư trồng rừng đem lại lợi ích gì? A. Tăng nguồn tài nguyên rừng cho đất nước. B. Tăng độ che phủ, chống xói mòn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn gen sinh vật. C. Góp phần hạn chế biến đổi khí hậu, tạo việc làm, thu nhập cho người dân. D. Tất cả đều đúng. Như vậy câu này các em dễ dàng nhận thấy đáp án đúng chính là D. Việc đầu tư trồng rừng mang lại tất cả những lợi ích đó là tăng nguồn tài nguyên rừng cho đất nước, tăng độ che phủ, chống xói mòn, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn gen sinh vật, góp phần hạn chế biến đổi khí hậu, tạo việc làm và thu nhập cho người dân. Câu số 3. Câu nào sau đây không đúng khi nói về tình hình phát triển của ngành thủy sản hiện nay? A. Sản lượng khai thác ngày càng tăng do tăng sản lượng tàu thuyền và công suất tàu. B. Nuôi trồng hải sản phát triển nhanh, đặc biệt là nuôi tôm cá. C. Xuất khẩu thủy sản có bước phát triển vượt bậc. Và D. Tỷ trọng hoạt động nuôi trồng thấp hơn tỷ trọng khai thác. Như vậy ở đây chúng ta cũng dễ dàng nhận thấy đáp án chính là D. Tỷ trọng hoạt động nuôi trồng thấp hơn tỷ trọng hoạt động khai thác thì đây là điều không đúng ha. Tại vì hiện nay tỷ trọng hoạt động nuôi trồng đang chiếm tỷ trọng cao hơn và có xu hướng ngày càng tăng so với tỷ trọng của hoạt động khai thác. Cuối cùng, cô sẽ hướng dẫn cho các em làm bài tập số 3, sách giáo khoa trang 37. Đề bài, căn cứ vào bảng 9.2, hãy vẽ biểu đồ 3 đường biểu diễn thể hiện sản lượng thủy sản thời kỳ 1990 đến năm 2002. Thì đối với bài này, chúng ta sẽ chỉnh sửa lại một chút theo hướng dẫn thực hiện chương trình của công văn 4040. Câu hỏi sẽ sửa lại như sau. Căn cứ vào bảng 9.2, vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng thủy sản thời kỳ năm 1990 đến năm 2002. Thì đối với bài biểu đồ này thì ở đây người ta chỉ rõ rất là rõ ràng là chúng ta sẽ vẽ biểu đồ hình cột. Thì cô sẽ có hướng dẫn cho chúng ta về cái phần chọn tỷ lệ. Ở đây đối với đầu tiên là trục tung thì các em để ý ha. Bảng số liệu 9.2 của mình trong 4 năm từ năm 1990 đến năm 2002 thì ta thấy số liệu lớn nhất ở đây là 2.647,4 nghìn tấn. Thì ở đây cô sẽ chọn giá trị cao nhất trên trục tung, tức là trục đứng là 2.800 nghìn tấn. Đó, tương ứng là 1 cm sẽ là 280 nghìn tấn. Tương tự như vậy, trục hoành, tức là trục nằm ngang, thì cô sẽ chọn 1 cm tương ứng với 2 năm. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành vẽ 4 năm trên trục hoành nằm ngang. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành dựng cột theo số liệu trong bảng 9.2. Thì ở đây chúng ta có 4 năm thì tương ứng chúng ta sẽ dựng 4 cột. Trong mỗi cột thì chúng ta có thể chia ra theo cái sản lượng khai thác và sản lượng nuôi trồng theo cái số liệu trong bảng 9.2. Thì cô hy vọng rằng ở trong bài này thì một số em có thể tự vẽ được biểu đồ theo những cái tỷ lệ mà mình tự đặt ra, miễn sao phù hợp với yêu cầu của đề là được. Thì cô hy vọng chúng ta có thể hoàn thành được bài tập này vào vỡ. Đó. Cuối cùng, trước khi kết thúc buổi học, cô có một vài dặn dò đối với chúng ta. Một là ôn lại các kiến thức cơ bản của bài số 9. Hai là hoàn thành bài tập số 3 sách giáo khoa vào vỡ. Và ba đó là xem trước bài 10 thực hành. Đây là một bài thực hành về rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ. Cho nên cô hy vọng rằng chúng ta có thể chuẩn bị những kiến thức cần thiết nhất trước khi vào buổi học. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Hy vọng các em vừa có một tiết học vui vẻ và bổ ích. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Thân ái và chào tạm biệt các em.